Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Không biết là kênh của mình thì có phần lớn các bạn nam có làm công sở hay không? Và các bạn làm công sở thì các bạn sẽ ăn mặc kiểu gì? Những chiếc áo polo có cổ này đóng với quần âu, quần jean, hay là các bạn đóng cả cây sút sơ mi trắng này, trông rất là bảnh bao, rất là đẹp dai. Thì nếu như các bạn mặc như vậy thì các bạn sẽ sử dụng những cái mùi hương gì? Mình thì công việc của mình nó không yêu cầu phải ăn mặc quá là chỉn chu, không phải sơ mi những thứ, nó chỉ cần ở mức độ bình thường là được. Và mình thấy rằng là mình rất là thích cái môi trường công sở, tại vì mình có thể ăn mặc nó theo cái ý thích của mình, và mình là một đứa rất là kiểu chỉn chu về ngoại hình ấy. Nên là nếu mà mình có đi chơi với bạn bè với các thứ thì mình cũng luôn kiểu cắm thùng kiểu này. Đó, nên là sau đây mình sẽ gợi ý cho các bạn 5 mùi hương mà nếu như các bạn đi làm công sở thì các bạn phải sở hữu qua, và các bạn cần phải thử qua những cái mùi hương này. Thì hãy cùng xem đó là những mùi hương gì nha. Trước khi nói về mùi hương đầu tiên thì chúng ta hãy nói về cái môi trường công sở. Mình thì đấy, như mình đã nói, mình không làm cái môi trường công sở, nhưng mà mình tiếp xúc với khá nhiều bạn làm môi trường công sở. Và mình thấy rằng là cái môi trường này thì các bạn có thể sử dụng nước hoa rất là thoải mái. Các bạn không lo ngại về cái vấn đề quá là nóng hay là quá là lạnh gì cả. Tại vì nóng thì có điều hòa, mà các bạn lạnh thì cũng có điều hòa. Ở đấy thì các bạn có thể sử dụng nước hoa rất là dễ dàng. Nhưng mà có một cái điều mà mình thấy rằng là ở trong môi trường công sở ấy thì hạn chế dùng những cái mùi hương nó tỏa hương quá là tốt, tại vì nó sẽ gây khó chịu xung quanh, hoặc là kiểu nó sẽ lấn át cả sếp ấy. Nên là sau đây sẽ là những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó ở mức độ vừa phải và rất là phù hợp để sử dụng công sở. Video này thì mình sẽ không nói sâu về mùi hương, mà mình sẽ nói chủ yếu về cái phong cách ăn mặc, làm sao để nó phù hợp, để các bạn có thể lựa chọn được những cái mùi hương nó phù hợp với cách ăn mặc của bạn. Thì đầu tiên đó là Lanuronome của nhà YSL. Thì đây là một cái mùi hương đã có trong cái video top 5 mùi hương first date, và được bạn khách mời là Jolin là lựa chọn là một trong 3 mùi mà các bạn rất thích nếu như sử dụng vào first date. Nhưng mà với cá nhân mình thì Lanuronome của nhà YSL này nó là một cái mùi hương rất đa dụng. Các bạn có thể xịt đi làm, xịt hàng ngày luôn cũng được. Và đây là một cái mùi hương có mở đầu một chút hơi chua của chanh, và sau đó là cái mùi của lavender. Lavender ở đây thì nó không bị quá là làm, nó không bị quá là bột. Và các bạn ở đây có vị ngọt cùng với một chút của vetiver, một cái mùi hương mà với mình nó rất là nó có một chút gì đó khá là điệu đà, nhưng mà nó vẫn mang lại có vẻ nam tính. Thì cái phong cách sử dụng cái chai Lanuronome của nhà YSL này thì mình nghĩ là nó sẽ là những cái chàng trai chưa vợ, những các bạn trai tầm 22, 23 tuổi bắt đầu đi làm môi trường văn phòng, và các bạn ấy thích những cái kiểu ăn mặc có thể là quần âu sơ mi, nhưng mà nó không phải là quần âu sơ mi rộng thùng thình, hay là kiểu classic, hay là kiểu sartorial ở kiểu đấy, mà nó chủ yếu là những cái bộ suit nó mang tính Hàn Quốc, rồi đi những cái đôi giày nó thể thao, hoặc là đi những đôi giày Tây nhưng mà kiểu loafer hay là tassel loafer các thứ đó. Thì đây là một cái mùi hương như vậy, một cái mùi hương rất là trẻ trung. Và cái mục đích sử dụng những cái mùi hương này thì nó có phần là kiểu sẽ hướng tới cái việc là sẽ cưa cẩm những bạn nữ ở trong cái môi trường công sở văn phòng như thế. Và những anh chàng này thì trông lúc nào cũng rất là điệu đà, rất là bóng bẩy, rất là sáng loáng đó. Thì đây là cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với những bạn mà có cái phong cách như vậy. Nên là bạn nào đang có bắt đầu đi làm mà các bạn cần một cái mùi hương nó ở mức gọi là phù hợp với độ tuổi các bạn, thì các bạn nên thử qua Lanuronome của nhà YSL này. Và chai nước hoa này thì của mình, trên tay mình đây là bản 2016. Thì nhà này nó có sự reform mùi khá là nhiều, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó chỉ thay đổi một chút về độ nhạt, mùi nó nhạt hơn một chút thôi, và cái độ bám quả nó cũng kém hơn một chút. Nên là nếu như bạn nào xịt thì các bạn hãy xịt ở cái mức độ là nhiều một chút, hoặc là các bạn nên mang một cái lọ chiết đi thì các bạn sẽ sử dụng được cái mùi hương này cả ngày, rất là ok. Và về cái giá tiền của nó thì em này chắc tầm 2 triệu quay đầu thôi, rất là rẻ. Một cái chai nước hoa mà mình nghĩ rằng bạn nam nào nên sử dụng, rất là đa dụng. Ở vị trí số 4, đó là một chai nước hoa đến từ nhà History The Perfume 1725. Chai nước hoa này thì mình cũng đã có video review rồi, thì mình sẽ để link ở phía trên để cho các bạn biết. Và đây cũng là một cái nốt hương lavender, nhưng mà lavender ở đây làm có phần chua và có phần không được, nó có phần khác biệt và không được nịnh mũi bằng chai nước hoa Lanuronome kia. Nhưng mà với mình thì đây là một chai nước hoa dành cho những anh chàng kiểu đã có vợ, không phải là kiểu trẻ như cái kia nữa, mà anh chàng này đã có vợ, chỉ cần một cái mùi hương gọi là skin scent vừa phải,
đủ để mọi người biết là tôi cũng có dùng nước hoa, vợ tôi có cho tôi tiền mua nước hoa và có chăm sóc đến tôi. Và tôi cũng không cần phải quá là nổi bật khi mà mùi hương này trên da dry down lên mùi vani rất là ngon. Và mình cũng có cho anh Sáng ở kênh Nước Hoa Bình Loạn thử và anh vào là đây là một cái mùi hương khá là chất lượng. Và mình cũng rất là muốn các bạn thử cái mùi hương này. Đây là mùi hương sử dụng công sở với cái độ bám và cái độ tỏa hương của nó ấy, nó không hề gây khó chịu. Nhiều khi các bạn phải thực sự là nó chỉ là skin scent thôi, các bạn phải đưa tay lên người của bạn mới ngửi thấy. Thì mình nghĩ là các anh chàng kiểu đã có vợ rồi, tầm hay là ngoài 25 tuổi, gọi là sống cuộc sống nó không phải xô bồ, nó không phải chen lấn, nó không phải ganh đua với ai, thì đây là một cái mùi hương rất phù hợp với những anh chàng như vậy. Và nó có phần hơi kiểu mình nói trong video kia là có phần hơi hướng nội ấy. Thì đây là một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là nếu như một ngày nào đó mà các bạn lấy vợ mà các bạn vợ bạn không xịt mùi kia vì nó quá là quyến rũ hấp dẫn, thì các bạn có thể mua mùi hương này cũng rất là ngon, rất là tuyệt vời. Và cái giá tiền thì hình như là cũng hơn 2 triệu cho cái phiên bản này, là phiên bản 60ml đó, History Double Full 1725. Tiếp theo đó chính là Carbon của nhà Prada. Thì mình đã rất là lăn tăn khi mà cho chai nước hoa này vào, tại vì lúc đầu mình định cho Dior Sauvage hoặc là mình định cho TDDMS, nhưng mà sau một hồi suy đi tính lại thì mình đã quyết định cho em này vào. Mình cũng đã có một cái video review rất là cụ thể về em này rồi, và mình nói rằng là đây là một chai nước hoa có thể thay thế rất tốt Dior Sauvage ở Việt Nam, tại vì cái mùi hương của nó thì khá là giống Dior Sauvage nhưng mà nó có phần nhẹ nhàng hơn, mượt mà hơn và thanh thoát hơn. Thì mùi hương của Dior Sauvage ấy thì nó có phần hơi kiểu bất cần, mà mình thấy rằng là ở công sở ấy anh em xịt Dior Sauvage nhiều vãi, nhưng mà thực sự là mình thấy rằng là mùi hương đó nó không phù hợp với công sở một chút nào luôn. Kiểu mặc quần âu sơ mi mà xịt Dior Sauvage mình thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Nên là đi làm công sở mà kiểu hơi bất cần thì chắc là sếp cũng không được thích cho lắm đâu. Nên là mình thì comment các bạn sử dụng cái mùi hương này, nó vẫn có vai của Dior Sauvage, nó vẫn là cái nốt tiêu, nhưng mà ở đây thì được làm mượt mà hơn cùng với một chút hoa hết các thứ. Nên là mùi hương này là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là rất là phù hợp để cho các bạn sử dụng công sở mà sử dụng 4 mùa luôn cũng được. Em này thì chắc là những anh chàng kiểu làm lâu năm một chút ở trong nghề rồi, có một cái sự hơi kiểu từng trải, hơi kiểu danh ma một chút, cũng biết rồi, biết công biết việc rồi, thì các bạn sử dụng những cái mùi hương này nó rất là phù hợp. Và em này thì mình nghĩ là mặc quần âu sơ mi nó xịt nó sẽ dễ dàng, dễ chịu hơn là chai Dior Sauvage. Và đây là mùi hương đến từ nhà Prada phiên bản Carbon. Mùi hương này cũng bám tỏa cũng khá là ok, mà nói tầm 7-8 tiếng và độ tỏa hương thì nó cũng tốt hơn hai mùi mình vừa giới thiệu. Khi mà các bạn đi thì các bạn cũng, mọi người xung quanh cũng sẽ ngửi thấy, nhưng mà nó không hề khó chịu một chút nào. Một chai nước hoa mình rất là recommend, mà quan trọng là giá nó rất là rẻ. Thế như là tầm chai này mình mua tầm hơn 1 triệu cho phiên bản 50ml. Yeah. Còn 1 triệu cho phiên bản 50ml, còn hơn 1 triệu cho phiên bản 100ml. Rất là rẻ. Đó. Đây nhá. Carbon của nhà Prada. Nhắc đến mùi hương của công sở mà muốn kiểu sang chảnh một chút, mà đúng kiểu là tao nhà tao có điều kiện ấy, tao đi làm công sở bố tao xin vào đây, thì chúng ta phải nhắc đến một sản phẩm của nhà Chanel, đó chính là Blue de Chanel. Ôi trời ơi, quốc dân luôn. Đấy, dũng con đi. Đó. Trên tay mình đây đang là phiên bản EDT nhá. Chai nước hoa này thì có lẽ là không phải review quá là nhiều, khi mà mình đảm bảo các bạn rằng là các bạn đi ở đâu thì các bạn cũng có thể ngửi thấy. Mình có nhớ một hôm mà mình đi một quán pub rượu, mình ngửi thấy rất nhiều mùi, mà đặc biệt hai mùi hương đặc trưng đó chính là Blue de Chanel và phiên bản và Dior Sauvage. Đó là hai mùi hương mình ngửi ở những quán bar, hay là kể cả mình đi làm đến những cái cơ quan khác để liên hệ công tác thì mình cũng đều ngửi thấy là có mùi hương này. Mùi hương này thì nó là một cái mùi hương không cần phải nói quá nhiều. Xịt một chút ra. Thôi xịt lên trời đi. Tí ngủ có ngon bạn ạ. Nó có sự the mát, nó rất là, nó mở đầu rất là citrus, xong rồi lúc sau nó có sự ngọt ngào. Phiên bản EDT thì nó sẽ phù hợp với những bạn nào khoảng tầm từ 22 đến 23 tuổi. Giá hơn một chút thì dùng Eau de Parfum, còn xếp sủng cái thứ bót bùng một chút thì có lẽ dùng phiên bản Parfum. Và đây là chai nước hoa quốc dân rồi, không thể nào mà không nhắc tới sản phẩm này, Blue de Chanel này. Và em này thì
Giá thì nó hơi cao một chút, mình nghe bảo dạo này Chanel bắt đầu lên giá, hình như có tăng giá rất là cao, như chai này tầm hơn 2 triệu. Còn những cái phiên bản kia nó lên tầm 2 triệu 7, 2 triệu 8 và perfume lên hơn 3 triệu. À, rất là cao. Nhưng mà những bạn nào có điều kiện thì các bạn sử dụng mùi hương này. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn có điều kiện ấy thì mua em này thì có lẽ rằng là nó sẽ sợ nó hơi đụng hàng với những anh em khác. Còn nhà có điều kiện thì nó lại nên chơi những cái mùi nó độc hơn một chút, nó lạ hơn một chút. Chứ dùng em này kiểu quốc dân nhà nhà xài, nếu bạn thích là không quá là nổi bật thì các bạn sử dụng mùi hương này. Nhưng mà dù gì thì mình cũng ghét cái cảm giác kiểu xịt đi đâu đó mà bị đụng hàng ấy, mà ai cũng có thể nhận thấy nhau nên là không biết sự có mặt của mình. Nhưng mà phải nói rằng là Blue Door Chanel là một chai nước hoa quốc dân, các bạn có thể sử dụng rất nhiều dịp khác nhau. Và đây là phiên bản EDT, nếu mà đi làm công sở thì chắc là sẽ dùng phiên bản EDP hợp lý hơn đó. Và mùi hương của nó thì bán tỏa cũng khá là tốt, không phải nói quá là nhiều. Nó đã được gọi là công nhận bằng cái sản phẩm bán ra và nó đã được rất nhiều người recommend rồi, thì mình sẽ không nói về chai nước hoa này nữa. Chúng ta đã có một anh chàng mới vào nghề, một anh chàng đã có vợ, một anh chàng làm lâu năm này, rồi một mùi hương quốc dân của môi trường văn phòng. Thì bây giờ chúng ta đến với cái vị trí cuối cùng, đó chính là mùi hương của các sếp. Phải nói rằng đây thực sự là mùi hương nó mang đến một cái vai rất là sang trọng, rất là lịch lãm. Đó chính là Dior Homme Intime. Đây, Dior Homme Intime. MID cũng đã có review rồi, nhưng mà phải nói rằng là thực sự mình thấy rằng là nếu như các bạn là các bạn nam mà các bạn làm môi trường văn phòng, các bạn giữ những cái chức vụ nhất định ấy, thì khi các bạn xịt cái mùi hương này lên, nó thực sự là nó rất là phù hợp với cái chức vụ của bạn. Dior Homme Intime nó là một cái mùi hương nó mở đầu bằng cái vị hơi ngọt, rồi sau đó nó sẽ là mùi phấn của iris hay là gọi là diên vĩ ấy. Ôi, em này có review rồi nha, mình cũng sẽ để link ở đây, mình sẽ không nói qua quá là nhiều nữa. Nhưng mà nếu như bạn nào mà là boss hay là sếp, hay là đơn giản là tao sẽ làm sếp, thì các bạn nên thử cái mùi hương này. Mùi hương này thì trên da mình nó cũng bám tỏa rất là tốt, phải nói là như vậy. Nhưng mà với mình thì mình thấy rằng là với phong cách ăn mặc của mình nó hơi bị già, nên là có những cái buổi đi chơi nào hay là những cái buổi mình đi làm việc nào mà nó cần đóng kiểu đóng thùng, trông nó phải già hơn tuổi, thì mình mới sử dụng mùi hương này. Nhưng mà được cái là mình nhận được rất nhiều lời khen khi sử dụng mùi hương của Dior Homme Intime này. Nên là những anh nào là boss nhá, những anh nào là sếp, thì các bạn đừng nên bỏ qua chai nước hoa này. Một mùi hương mà thực sự rất là đáng tiền ở trong tầm giá. Chai nước hoa này thì cái phiên bản Dior này hình như là cũng đã có rất là nhiều phiên bản mới Dior 2020 các thứ. Nhưng mà với mình thì cái nốt hương hoa diên vĩ ở trong này làm rất là tốt, rất là mượt mà và rất là sang trọng. Tóm lại là sếp thì phải mua chai nước hoa này. Ok, đó là vị trí cuối cùng, Dior Homme Intime. À quên mất, chưa nói về giá. Em nói có giá trên thị trường hình như là cũng tầm 2 triệu gì đó. Rất là ok, chai trông rất là rắn giỏi, rất là trưởng thành lịch lãm. Wow. Và vừa rồi mình đã nói qua nhanh về 5 mùi hương và nói khá là chi tiết về cái phong cách ăn mặc để có thể sử dụng phù hợp với những cái mùi hương này. Thì mình mong là đây là một cái video nói chuyên về phong cách nhiều hơn, để các bạn nào còn đang đi làm mới đi làm công trường công sở, hay là các bạn đang tìm một cái mùi hương nó phù hợp với cái phong cách của các bạn, thì đây là một cái video mà các bạn có thể lựa chọn. Thực ra thì cũng còn rất nhiều những cái chai nước hoa khác như là Prada phiên bản Lancôme này, rồi những cái chai như là Salvatore Ferragamo F Black như các thứ, hay là Alu Home Sport của nhà Chanel, thì cũng có rất nhiều người sử dụng ở công sở. Thực ra thì mỗi người có một cái phong cách sử dụng khác nhau. Nhưng mà nếu mà là mình thì đây sẽ là những cái mùi hương mà mình sẽ recommend và mình sẽ sử dụng nếu như mình đi làm môi trường văn phòng và môi trường công sở. Thì không biết là các bạn đã có những cái chai nước hoa nào trong này, thì các bạn hãy bình luận bên dưới để cho mọi người cùng biết. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.